Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Nhé. Thưa quý vị và các bạn, để công tác triển khai thực hiện các chính sách, chương trình đầu tư hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh thiết thực và hiệu quả, trong thời gian qua, Hội đồng Nhân dân huyện Mường Nhé đã thực hiện tốt chức năng, thường xuyên tổ chức các hoạt động giám sát ở cơ sở. Nhờ vậy, hầu hết các chương trình, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh đều được triển khai thực hiện trên địa bàn một cách chặt chẽ, kịp thời, đúng địa chỉ, góp phần tích cực vào việc xóa đói giảm nghèo, giúp đồng bào các dân tộc nơi đây phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Mường Nhé là huyện vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh. Đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Trình độ dân trí còn hạn chế, tập quán canh tác lạc hậu, điều kiện cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển còn gặp nhiều khó khăn là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tỷ lệ đói nghèo còn cao. Nhằm giúp cho đồng bào dân tộc huyện Mường Nhé tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, trong những năm qua, Trung ương và tỉnh đã có nhiều cơ chế chính sách và nhiều chương trình dự án hỗ trợ như chương trình 134, 135, 167, 30A, đề án 79 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện trên địa bàn huyện. Để nguồn ngân sách của nhà nước đầu tư cho bà con các dân tộc nơi đây đạt hiệu quả cao, đòi hỏi công tác giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp cần được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên. Hội đồng huyện là cũng luôn giữ vai trò chủ đạo trong việc phối hợp chuẩn bị tổ chức các kỳ họp chủ động các hoạt động kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng dân đối với các cấp các ngành trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện. Triển khai nhiệm vụ giám sát năm 2020, Hội đồng Nhân dân huyện Mường Nhé khóa 4 đã ra các nghị quyết chuyên đề, xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch giám sát cụ thể. Đồng thời, giao cho các phòng, ban, thành viên triển khai nhiệm vụ một cách nghiêm túc đến từng xã, khu dân cư, bản và hộ gia đình. Từ đầu năm đến nay, Hội đồng Nhân dân huyện, các ban của Hội đồng đã thực hiện được 3 chuyên đề giám sát tại địa bàn 11 xã và một số cơ quan, đơn vị. Nội dung chủ yếu tập trung vào giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện, giám sát việc thực hiện chi trả chế độ chính sách cho người lao động ở các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. Các đợt giám sát này đã kịp thời nắm bắt được tình hình ở cơ sở, trực tiếp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có những giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giúp cho nhân dân hưởng lợi từ các chương trình dự án, chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, địa chỉ, mang lại hiệu quả đầu tư. Ngoài chương trình 30A, trong những năm qua, người dân các dân tộc huyện Mường Nhé còn được hỗ trợ các loại giống lúa, ngô, đậu tương để chuyển đổi cơ cấu giống, tăng năng suất sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, người dân còn được hỗ trợ hàng trăm triệu đồng để đầu tư mua phân bón cho cây trồng, làm chuồng trại chăn nuôi, tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh cho châu bò, khai hoang ruộng lúa nước. Hôm qua, tất cả các dân của bản, thì đặc biệt là trong năm vừa qua, thì tất cả các khó khăn đi lại giao thông của bản, đặc biệt là trong những ngã ba cầu vào đây là chúng tôi đã được sự quan tâm của chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho bản. Dân đi lại rất là khó khăn thì chúng tôi cũng kiến nghị lên cấp trên để tạo điều kiện cho các cái hỗ trợ về vật liệu cũng như vận động tuyên truyền vận động nhân dân hỗ trợ làm công lao động của mỗi người hộ mỗi hộ một người để tham gia để nắm bộ nhân dân đi lại trong cái đường đó dễ đi, đặc biệt là trong một người thì không thể đi nổi mà trong cái thời gian tới là các vị chính quyền cũng như là cán bộ công tác huyện và các nhân dân chúng tôi để thành tốt nhiệm vụ cùng nhau đoàn kết xây dựng cái trong cái bản chiến lược chúng ta phát triển. Qua giám sát kiểm tra cho thấy, các chính sách hỗ trợ này đều được triển khai khá tốt, đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực cho đồng bào vùng cao Mường Nhé. Thông qua các chương trình 134, 135, 30A, những năm qua, các xã trên địa bàn huyện còn được hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi như làm đường giao thông, thôn bản, thủy lợi và nước sạch. Phát huy vai trò giám sát của mình, Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã thường xuyên giám sát tiến độ, chất lượng thi công các công trình dự án. Nhờ vậy, phần lớn các công trình được đầu tư đều phát huy được hiệu quả, góp phần tích cực giúp cho nhân dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Năm 2020, trên địa bàn huyện Mường Nhé có 3 công trình đường giao thông đang được triển khai xây dựng.
Nguồn vốn đầu tư các công trình mới chủ yếu từ các chương trình như vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo nghị quyết 30A, nguồn vốn đề án 79, vốn đầu tư cơ sở hạ tầng 135, vốn hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội. Đến nay, tất cả các dự án đều được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thì việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án cũng như các chính sách hỗ trợ của nhà nước ở huyện Mường Nhé vẫn còn bộc lộ một số tồn tại. Đó là tiến độ thi công một số dự án còn chậm, nhiều dự án sau đầu tư việc tổ chức quản lý, bảo vệ và khai thác sử dụng chưa thực sự hiệu quả. Và hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện cũng luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tin tưởng của cử tri trên địa bàn huyện. Đại đa số các đại biểu hội đồng huyện thì luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn hạn chế. Trong vai trò giám sát của mình, trong thời gian tới, Hội đồng Nhân dân huyện Mường Nhé đẩy mạnh đổi mới các nội dung chương trình hoạt động, tập trung hướng về cơ sở để các chương trình, dự án của nhà nước đầu tư trên địa bàn triển khai được hiệu quả hơn, góp phần đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội ở huyện biên giới, vùng cao Mường Nhé được bền vững. Thưa quý vị và các bạn, phát triển sản xuất nông nghiệp theo mô hình kinh tế tập thể là hướng đi mới nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, hình thành chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân. Trong đó, Hợp tác xã Nông nghiệp xây dựng dịch vụ Mường Tong là một kiểu mẫu bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thay đổi tư duy của người dân, nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương. Mường Tong nằm cách trung tâm huyện Mường Nhé 18 km, là xã có diện tích rộng, dân số tập trung đông, lực lượng lao động dồi dào, rất có tiềm năng trong phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, người dân chủ yếu sản xuất manh mún theo quy mô hộ gia đình, sản phẩm chăn nuôi, trồng trọt chủ yếu phục vụ nhu cầu hàng ngày. Trong khi đó, nhu cầu về hàng hóa nông sản ở địa phương là rất lớn. Nhiều loại nông sản phải nhập ở các nơi khác về, cung ứng cho thị trường. Nắm bắt được thời cơ và thế mạnh ở địa phương, ông Nguyễn Văn Ơn ở bản Mường Tong 2, xã Mường Tong đã thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp xây dựng dịch vụ Mường Tong. Với mong muốn xây dựng chuỗi sản xuất cung ứng sản phẩm nông nghiệp sạch ra thị trường, ban đầu chỉ là một trang trại nhỏ của gia đình, ông đã vận động kêu gọi các hộ có diện tích vườn đồi, nương rẫy, lân cận cùng góp đất, góp vốn để hợp tác sản xuất. Đến nay, Hợp tác xã có quy mô 20 ha với 7 thành viên, sản xuất ngành nghề chính, chăn nuôi theo mô hình trang trại vườn ao chuồng. Thực ra là xuất phát từ người nông dân. Chúng tôi bản thân nuôi sinh ra lớn lên là từ người nông dân. Cho nên là thực sự là thấy cái điều kiện ở trên này thì nói chung là đất đai thì rộng. Mà cái nhu cầu sinh hoạt của dân thì thiếu thốn rất nhiều. Bởi vì trước đây hoàn toàn là ở dưới xuôi đường lên, chứ ở trên này hoàn toàn là thiếu thốn. Cho nên là thực sự là anh em cũng có cái hướng coi như vậy là làm sao phát triển được cái mô hình kinh tế trang trại coi như vậy để phục vụ cái nhu cầu phục vụ cho gia đình và phục vụ cho bà con địa bàn tại chỗ, vì thấy địa bàn đất đai thì nó thuận tiện. Những ngày đầu mới thành lập, Hợp tác xã Nông nghiệp xây dựng dịch vụ Mường Tong gặp không ít những khó khăn. Diện tích đất sản xuất của hợp tác xã chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của hợp tác xã. Số người tham gia hợp tác xã chưa nhiều, các thành viên hợp tác xã chưa qua bồi dưỡng, đào tạo, thiếu kinh nghiệm trong sản quản lý, điều hành hợp tác xã, nhất là khâu kỹ thuật sản xuất chăn nuôi. Sau khi học hỏi kinh nghiệm, tìm ra được hướng đi mang lại hiệu quả, hợp tác xã đã nhanh chóng xây dựng những chiến lược sản xuất kinh doanh cụ thể, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại năng suất hiệu quả. Với lợi thế về nguồn nước tự nhiên, hợp tác xã đã đầu tư cải tạo, đắp đập ngăn khe suối, xây dựng cống xả tràn thoát lũ, hình thành hơn 5 ha ao nuôi cá, hàng năm cung cấp hàng trăm tấn cá thịt cho thị trường. Tận dụng diện tích bờ ao phát triển vườn cây ăn quả với 500 cây bưởi đường, bưởi da xanh, chanh đào và nhiều loại cây ăn quả khác cũng đem lại nguồn thu nhập đáng kể. Cái khoa học kỹ thuật thì bây giờ thực chất rất là bây giờ là mình làm thì vẫn cứ làm theo cái hướng là học hỏi bên ngoài thôi, chứ còn thực chất là để mà có đội ngũ chuyên môn thì lúc này là chưa có. Bây giờ cũng chỉ chủ yếu là quay như vậy là cũng điện về các cơ sở anh em các thứ, và như vậy là những cái gì mình khúc mắc thì mình cùng với phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm như ngan, vịt, trâu sinh sản, hợp tác xã đã đưa giống lợn rừng vào nhân giống và chăn nuôi lợn thịt
với ưu điểm sức đề kháng cao, thức ăn chủ yếu là ngô, sắn, tận dụng tại chỗ. Hơn nữa, được nuôi theo hình thức bán thả rông nên chất lượng thịt thơm ngon, bán được giá cao hơn so với giống lợn khác. Chỉ với vài con giống ban đầu, đến nay đàn lợn rừng của hợp tác xã đã phát triển lên đến 30 con và dự kiến sang năm 2021 sẽ tăng thêm 20 con. Với vốn khởi nghiệp ban đầu là trang trại gia đình, đến nay hợp tác xã đã phát triển với quy mô ngày một lớn mạnh, sản phẩm nông sản dần khẳng định được chất lượng, vị thế trên thị trường. Hiện nay, vốn hoạt động của hợp tác xã đạt 4,4 tỷ đồng, trong đó có 1 tỷ đồng vốn lưu động và tài sản khác quy đổi ra tiền hơn 3,4 tỷ đồng. Đã chuyển đổi theo luật hợp tác xã năm 2012, lợi nhuận năm 2020 của hợp tác xã đạt 60 triệu đồng trên một thanh niên. Khi mình thực hiện cái mô hình hợp tác xã, thì các cái thành viên mình tham gia mô hình hợp tác xã thì nó khác nhau so với cái mô hình của gia đình ấy. Là toàn bộ các cái thành viên của mình ấy, nó được tạo thành một cái nhân lực, rồi là có một cái trao đổi về kinh nghiệm sản xuất trong cái sản xuất, và nó sẽ tạo ra một cái sản phẩm, đa sản phẩm, tức là trong nông nghiệp khi mình sản xuất ra cái hàng hóa nó tiêu thụ nó cũng dễ hơn. Còn nếu như mình trong cái sản xuất gia đình ấy, thì nó chỉ có trong cái góc độ gia đình thì nó cũng không học hỏi được những kinh nghiệm gì trong vấn đề là nó không thuận tiện trong vấn đề là kể cả về nhân lực cũng như là cái sản phẩm mà mình làm ra. Cái định sắp tới thì bây giờ là cái vấn đề trồng trọt chăn nuôi thì hợp tác xã cũng tương đối là ổn định rồi, cái địa bàn về cái vị trí thì ổn định rồi, nhưng mà hiện nay là cái phương hướng của hợp tác xã là đang xây dựng cái xưởng chế biến thức ăn chăn nuôi để thu mua lâm sản của bà con, chẳng hạn như ngô, sắn bà con làm ra thực sự là bán giá thành như này thì nó rẻ, người ta mua ở trên này người ta trở về xuôi, xong người ta làm ra thức ăn chăn nuôi người ta lại trở ngược trên này bán thì giá thành nó cao quá, cho nên là cái ý tưởng hợp tác xã bây giờ đang xây dựng hoàn thiện cái xưởng, rồi thì tới đây là chế biến thức ăn chăn nuôi để phục trước hết là phục vụ cho hợp tác xã, để lấy cái nguyên vật liệu để cung cấp cho vật nuôi trong hợp tác xã, rồi ngoài ra thì coi cung cấp cho các bà con địa bàn. Có thể thấy, với mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp xây dựng dịch vụ Mường Tong đã tạo ra cách làm ăn mới, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, cùng chính quyền địa phương giải quyết các yêu cầu của xã hội về việc làm, khoa học kỹ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.